Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Thưa quý vị, những vụ trọng án đã mang tới rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Từ những vụ án mà chúng tôi gửi tới quý vị, hy vọng đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những âm mưu tội ác. Và qua đây cũng là lời răn đe đến những người có ý định coi thường pháp luật, hãy dừng lại trước khi quá muộn. Sau đây là nội dung chi tiết, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thi thể thầy cúng nổi tiếng trên cánh đồng vắng, hé lộ thảm án từ cuộc vui tội lỗi. Vào buổi sáng sớm mùa hè, con đường trên cánh đồng khu 5 thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, lác đác người đi làm. Một vài người đi gần kênh nước Trung Thủy Nông bỗng phát hiện có người nằm bất động phía dưới, xung quanh nhiều vết máu loang lổ. Thông tin lập tức được cấp báo về công an huyện Tiên Lãng. Tại hiện trường, cơ quan điều tra xác định người đàn ông này đã tử vong trước đó nhiều giờ. Trên cơ thể có những vết thương chí mạng ở phần ngực và lưng, trong đó có vết thương nghiêm trọng thấu tim. Những vết thương này được gây ra bởi vật sắc nhọn. Xung quanh nơi phát hiện tử thi xuất hiện nhiều vết máu kéo dài một đoạn. Điều này chứng tỏ đã có sự vật lộn, chống trả hoặc bỏ chạy của nạn nhân. Sau thời gian xác minh, công an huyện Tiên Lãng và công an thành phố Hải Phòng đã làm rõ nạn nhân là ông Nguyễn Văn Lợ, sinh năm 1973 ở thị trấn Tiên Lãng. Theo tìm hiểu, ông Lợ vốn là thầy cúng có tiếng trong vùng và đang sống độc thân. Ông Lợ thường xuyên được mời có mặt ở nhiều đám cúng cầu an, trừ tà nên cuộc sống vật chất khá dư dả. Người nhà nạn nhân cho hay, ngày thường ông Lợ đeo rất nhiều đồ trang sức bằng vàng, gồm một dây chuyền, 3 nhẫn kèm cả chiếc điện thoại Nokia. Tuy nhiên, vào thời điểm được phát hiện tử vong, số tài sản trên của nạn nhân đã không còn. Những dấu hiệu này khiến các điều tra viên công an thành phố Hải Phòng nhận định đây là vụ án sát hại người nhằm cướp tài sản. Vậy ai đã ra tay với ông Lợ? Là người quen biết từ trước hay chỉ là hung thủ vô tình gặp rồi gây án? Điều đầu tiên khi tiếp cận vụ án là các điều tra viên công an thành phố Hải Phòng đi sâu vào tìm hiểu cuộc sống riêng của nạn nhân Lợ. Ngoài việc hành nghề thầy cúng thì ông Lợ có cuộc sống riêng tư rất kín đáo. Các nguồn tin thu thập được chứng tỏ rằng ông Lợ là người đồng tính và có nhiều mối quan hệ dạng này. Ở địa phương, ông Lợ được gọi với các biệt danh Lợ Ái hay Lợ Đàn Bà. Để đảm bảo có thể rà soát toàn diện, các điều tra viên công an thành phố Hải Phòng đã sàng lọc tất cả những mối quan hệ hàng xóm, bạn bè của nạn nhân. Từ đây không thấy nổi lên mâu thuẫn nào đủ lớn để có thể gây ra vụ sát hại người tàn bạo nói trên. Những người xung quanh đều đánh giá ông Lợ hiền lành, không gây sự với bất cứ ai. Lúc này các điều tra viên tập trung vào nguyên nhân xuất phát từ các mối quan hệ đồng tính của ông Lợ. Các thông tin cho thấy nạn nhân có nhiều bạn trai và hầu hết những mối này đều rất kín, chẳng mấy ai biết. Các trinh sát tỏa đi khắp vùng nhằm thu thập dữ liệu, phục vụ công tác điều tra và nắm được một số chi tiết vô cùng quan trọng. Có nhân chứng cung cấp, vào chiều ngày 24 tháng 9 năm 2010, nhìn thấy người đàn ông buôn gà vịt đến nhà ông Lợ. Như vậy, rất có thể người buôn gà này là đối tượng cuối cùng gặp nạn nhân trước khi ông Lợ được phát hiện tử vong vào sáng 25 tháng 9 năm 2010. Sau khi xác minh, công an thành phố Hải Phòng cũng tìm ra người đàn ông nói trên. Người này khai mình cũng có quan hệ với ông Lợ. Tuy vậy, chiều 24 tháng 9 năm 2010, anh này chỉ đến chơi, hoàn toàn không liên quan đến vụ án mạng của nạn nhân. Những thông tin này sau đó được xác minh là đúng. Người buôn gà lập tức được loại khỏi vòng nghi vấn. Mặc dù người đàn ông buôn gà không liên quan gì tới cái chết của nạn nhân Lợ, thế nhưng vì có quan hệ thân thiết với nhau nên người này nắm được khá nhiều thông tin giá trị. Anh này khai, chiều 24 tháng 9 năm 2010 khi đến chơi, ông Lợ khoe vừa tìm được hàng mới ám chỉ là tìm được bạn tình đồng giới còn trẻ. Anh Lợ còn cho ông này mượn điện thoại để nhắn tin với tình trẻ, nội dung và số điện thoại vẫn còn lưu trong máy của anh buôn gà. Theo đó, ông Lợ nhắn tin hẹn đối tác với nội dung tối nay ở địa điểm cũ. Ngoài ra, các trinh sát còn phát hiện vào chiều tối 24 tháng 9 năm 2010, ông Lợ có gặp thanh niên này và một người bạn của y. Sau cuộc gặp ấy, sáng 25 tháng 9 năm 2010, ông Lợ đã tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể. Người này là Phạm Văn Sơn, tức Thắng, sinh năm 1992, trú tại khu 5 thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng. Sơn dù còn ít tuổi nhưng đã bỏ học từ sớm, không công ăn việc làm và cực kỳ mê game. Đối tượng này mặc dù chẳng có thu nhập nhưng hàng ngày vẫn vui đầu vào các điểm Internet. Có lần Sơn còn mang cả đồ đạc của gia đình đi cầm cố, lấy tiền phục vụ đam mê của mình. Khi công tác xác minh được tiến hành, các trinh sát phát hiện vào tối 24 tháng 9, anh Lợ có mượn xe đạp của đối tượng Đoàn Văn Phúc, tức Phúc Khèo, sinh năm 1992, ở khu 5, thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng. Sau khi mượn xe, anh Lợ cùng Phúc, Sơn đi đâu chơi không rõ. Các trinh sát ngay lập tức tìm hiểu về đối tượng. Phúc thì được biết đây cũng là kẻ bỏ học sớm, chơi bời, lêu lỏng và nghiện game giống Sơn. Những chi tiết trùng hợp ấy đã khiến công an Hải Phòng hướng sự chú ý vào hai đối tượng Sơn, Phúc. Dấu hiệu bất minh trong quan hệ và lần gặp gỡ đầy bí hiểm vào tối 24 tháng 9 năm 2010 của Sơn, Phúc với nạn nhân L là một căn cứ để đưa hai đối tượng trên vào tầm ngắm. Khi tiếp cận, các trinh sát công an Hải Phòng nắm được, kể từ sau tối 24 tháng 9 năm 2010, hai tên Sơn, Phúc đã đi khỏi địa phương, hiện tại không ai biết chúng ở đâu. Sự biến mất của hai tên này sau cái chết của nạn nhân L không phải là sự trùng hợp. Nó chính là dấu hiệu đặc trưng của những kẻ phạm tội. Tiến hành xác minh, công an Hải Phòng phát hiện Sơn, Phúc đang lẫn trốn tại Móng Cái, Quảng Ninh. Chắc chắn hai nghi phạm này sau khi gây án đã đi một mạch tới vùng biên giới nhằm trốn sang nước bạn. Một tổ công tác lập tức lên đường đến Móng Cái, tuy nhiên qua các nguồn tin công an Hải Phòng nắm được do thấy có động nên Sơn và Phúc đã rục rịch di chuyển vào phía nam, không vượt biên qua đường Móng Cái nữa. Tiếp tục bám đuổi lần theo dấu vết, 3 ngày sau đến 5 giờ ngày 28 tháng 9 năm 2010, tại quốc lộ 1A thuộc địa phận thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, công an Hải Phòng kết hợp với đơn vị địa phương đã tóm gọn Phúc, Sơn khi các đối tượng đang trên đường chạy trốn trên chiếc xe ô tô biển kiểm soát 36M9191. Lúc bị bắt, hai nghi phạm rất ranh ma, đã cải trang ăn mặc giống như thanh niên xung phong. Lúc bị tra tay vào còng số 8, hai tên côn đồ trẻ tuổi đã hiểu chúng không thể thoát tội và nhanh chóng khai nhận hành vi tàn độc của mình. Sơn và Phúc vốn không phải là người đồng tính, thế nhưng chúng vô cùng ham chơi, thích hưởng thụ, vì vậy lúc nào cũng cần tiền. Sơn và Phúc quen biết với ông L, người này nhiều lần rủ hai đối tượng quan hệ đồng tính rồi bo tiền. Mờ mắt với những đồng tiền đó, Phúc, Sơn đã nhắm mắt đưa thân vào cuộc vui. Hai đối tượng thừa nhận sau mỗi lần như thế chúng cảm giác rất ghê, tuy nhiên để có tiền chúng bất chấp. Lâu dần thành quen, Sơn, Phúc hầu như ngày nào cũng đến chơi với ông L, cứ vài hôm cả nhóm lại ra chỗ vắng để tâm sự. Sự việc này khiến người dân xung quanh bàn tán. Sau mỗi lần vui vẻ, ông L lại đưa cho hai thanh niên trẻ số tiền từ 30 đến 50 nghìn đồng. Với hai tên ham chơi như Sơn, Phúc, số tiền ấy quả thật chẳng thấm tháp gì, chẳng đủ phục vụ nhu cầu chơi game của chúng. Từ đây, một âm mưu đen tối dần xuất hiện. Thấy anh L lúc nào cũng tỏ ra là người có tiền, chưa kể trên người đeo nhiều đồ trang sức, hai tên choi choi quyết định sát hại ông này để lấy tài sản. Chiều tối 24 tháng 9 năm 2010, sau khi được ông L hẹn, Sơn mang theo hung khí đã mua trước đó rồi đạp xe ra cầu Triều Đông chơi với bạn. Khi ông L tới nơi, ông này hỏi mượn xe đạp của Phúc để ngầm ra ám hiệu rủ Sơn, Phúc đi chơi. Tới địa điểm quen, lợi dụng ông L đang nằm trên nền cỏ, Sơn lấy hung khí để dở giỏ xe đạp tấn công một nhát vào ngực nạn nhân. Ông L vùng bỏ chạy thì Sơn bám theo ra tay thêm một nhát vào lưng. Phúc thấy hung khí trên tay Sơn, gã tiến tới cầm lấy và tiếp tục ra tay với ông L cho đến khi nạn nhân tử vong. Khi án xong, hai đối tượng lấy hết trang sức, điện thoại của ông L rồi trở về nhà. Sáng hôm sau, biết thi thể ông L đã được phát hiện, Sơn, Phúc đã ra tận hiện trường để xem và bàn cách đối phó. Hai tên này đem chiếc điện thoại, một chiếc nhẫn của nạn nhân bán lấy tiền rồi cùng nhau bỏ trốn. Dù đã tính toán kỹ lưỡng nhưng Sơn, Phúc không thể thoát thân. Sau này với tội danh giết người cướp tài sản, Phúc bị Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng tuyên án chung thân, Sơn bị tuyên 18 năm tù. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Quý vị hãy like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin vụ án mới nhất. Kính chào và tạm biệt quý vị.